em đang làm việc cho một cái văn phòng rất là lớn, cái công ty nó rất là ngon, mà em suy nghĩ gì em lại bỏ ra khởi nghiệp vậy? Dạ thầy, vì thứ nhất là từ bé em đã có một kinh doanh rồi nè, lúc em còn nhỏ cho đến lúc em lớn lên, lúc nào trong đầu em cũng lúc nào mình cũng phải ra kinh doanh một cái gì đó, ra kinh doanh một cái gì đó. Và khi mà em vào môi trường đại học á, thì vô tình cái ngành của em nó đẩy em đến một công việc văn phòng. Thì cái công việc văn phòng này em không có thích nó. Thứ nhất á là lương bổng thì nó cố định, và nó không đủ để mình chi trả cho gia đình. Ví dụ như em muốn dẫn con đi ăn cái quán xịn hơn, hoặc là cho con đi khám bệnh những cái bệnh viện mà nó cao cấp hơn xíu, là với cái đồng tiền lương của mình là không đủ này, cách nào mà mình làm được cái điều đó cả. Cái thứ hai nữa là cái tính của em á, thì em hay là đưa ra những cái ý kiến, những cái sáng kiến, nhưng mà công ty em á thì nó lại là trên bảo sao dưới nghe vậy, dẫn đến là em rất là ghét cái điều này. Sếp khi mà đưa ý kiến lên là bắt bỏ ngay. Và cái thứ ba nữa là cái giờ giấc làm việc là em làm từ 7 giờ cho đến 4 giờ chiều. Cứ ngồi một cái ghế đó, đâu được đi đâu đâu. Mà em lại không thích cái điều đó. Em thích là đi ra đây gặp người này người kia, em thích làm cái việc này làm việc kia, em cũng thích ngồi cái ghế ngồi từ sáng đến chiều như vậy. Em quyết tâm là em phải ra sự nghiệp.